Ông Trần Thanh Mẫn, kỳ họp Quốc hội tới đây quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 tới đây có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Sáng ngày 9 tháng 5, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị đảng đoàn Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hợp tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các quy trình, thủ tục, nhất là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo dự kiến, kỳ họp 7 sẽ thông qua 10 dự thảo luật, 3 dự thảo nghị quyết, 10 dự án luật bàn lần đầu để cho ý kiến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 phải khắc phục cho được việc gửi tài liệu chậm. Theo đó, chính phủ có báo cáo nào phải gửi ngay cho đại biểu Quốc hội? Có báo cáo điều chỉnh, bổ sung lại gửi tiếp. Lần thứ ba là các báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 7 chúng ta tiếp tục tăng cường, củng cố niềm tin, sự kiên định, tính chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Phó Chủ tịch Quốc hội sẵn sàng bố trí thời gian ngoài giờ làm việc, kể cả thứ 7, Chủ nhật, với tinh thần tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó, đi đến cuối cùng là thông qua luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, ông Mẫn nhấn mạnh. Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 năm 2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác. Các cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, đồng thời xử lý kịp thời, hiệu quả những công việc gấp mới phát sinh. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các ủy ban, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp các nhiệm vụ và tiến độ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 và phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, chủ động đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và các tháng tiếp theo năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết các hội nghị Trung ương Đảng, ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, triển khai tích cực các nhiệm vụ và công việc khác trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và trong kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội, tham gia ý kiến về các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác quý 2 năm 2024, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các nội dung thuộc công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.